Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5T. Thì hôm nay cửa hàng em sẽ làm cái clip để hướng dẫn các bác chúng ta cả cái con vàng standard sao S6 này. Đây thì con này thì cài tay của nó khá là đơn giản. Nó chỉ khó phức tạp một chút cái chỗ chúng ta lưu thôi. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác chúng ta cài con vàng này. Thì về sử dụng thì hướng dẫn luôn. Ở phía sau con vàng này. Đây. Ở phía sau này thì nó sẽ có một cái cổng optical này. In1, in2 là đây là tín hiệu vào. Đấy. Ở đây thì có hai cái cổng này chúng ta cắm xuống đẩy, là chúng ta cắm cái cổng là FL và FR, hai cổng này xuống đẩy cổng chính. Cổng center, cổng sub, hai cổng surround. Thì chủ yếu là chúng ta sẽ cắm hai cổng này để xuống đẩy là cổng chính. Còn đây là một cái cổng, này là cổng phụ xuống một cái đẩy thứ hai nhé. Đấy. Đây là cả về cắm. Còn về cài đặt của nó, về phía trước của nó. Phía trước đây thì chúng ta sẽ để ý rằng là nó sẽ có ba cái nút đây, một nút này là to nhỏ của nhạc, to nhỏ của mic và đây là to nhỏ của vang nhại, hai lỗ mic cắm ở phía đây. Đấy, đây là về sử dụng nhé. Và bây giờ cài đặt. Trước khi vào cài đặt thì theo gọi là thói quen của em sẽ cài từ bên trái sang bên phải, tức là từ hết hàng trên xong xuống đến hàng dưới. Đấy, thì bây giờ em sẽ cài, thì vừa cài em vừa đọc luôn cái thông số kỹ thuật mà bên em gọi là hay cài nhất cho tất cả các bác. Thứ nhất là phần program này. Đây là cái phần này là để lưu, cái nút này là để lưu. Cái đầu tiên này là gọi cấu hình. Gọi cấu hình này. Đấy, nó đang nháy trên nha, các bác muốn gọi xuống cấu hình, muốn gọi thì chúng ta nhấn một cái nút to bên này. Nhấn nút to này, đây cái nút này nhá. Chú ý là cái nút này thôi, em chỉ cài mỗi cái nút to này nhá, cho nên em không quay nút này. Nhấn vào và xoay thôi. Đấy. Thì nhấn nó vào, nó xuống đây và chúng ta xoay này, cấu hình U1 này, U2, U3, U4, U5, U6, này A1, A2, nó rất nhiều cấu hình ở đây. Đấy. Thì các bác giả sử như muốn gọi cấu hình số U4 ra thì chúng ta đến xoay đến nút U4 và chúng ta ấn giữ cái nút là to để nó gọi ra. Đấy, đây là bây giờ nó đã gọi nút U4 ra. Đấy. Còn để lưu thì chúng ta lại nhấn một cái nữa để cho nó lên cái chỗ nháy nháy lên chỗ recall này này. Đấy, cái chỗ này và chúng ta xoay sang cái chữ memory. Đây, đây là lưu. Và chúng ta nhấn một cái nữa để cho nó xuống đây. Đấy, và chúng ta bây giờ cũng vặn thôi. Vặn cho nó đến cấu hình nào, giả sử là muốn lưu ở cấu hình số 1 thì lại đến đây. Nó đang nháy nháy này. Thì chúng ta nhấn chúng ta giữ để lưu vào cấu hình số 1. Đấy. Còn cái chữ muốn đổi tên ấy, thì chúng ta nháy ra đây. Giả sử là muốn đổi tên ABC gì đấy. Thì chúng ta nhấn thôi. Đấy, nó cứ đây này, cũng cứ nhấn thôi. Đấy, nhấn. Nhấn và xoay. Đấy, nói chung là nó cái nút to này nó chỉ có tác dụng là nhấn và xoay thôi. Để chúng ta đổi tên. Đấy. Giả sử như bây giờ đổi được tên như thế. Bây giờ muốn lưu là chúng ta lại phải nhấn cho nó đến nháy nháy trước chữ U1. Muốn lưu sang U2 đi. Nhấn giữ. Đó là động tác lưu. Đấy. Chúng ta lại nhấn lên chỗ memory cái còn cái gì nữa không? Cái này nhấn quá lại quay lại từ đầu. Rồi, hết rồi đấy. Cái phần cái nút đầu tiên này nó chỉ có hai cái chế độ thôi. Và phần system. System thì nó sẽ có là in music. Tức là khi khởi động nhạc nó nằm bao nhiêu thì thường thường là khởi động chúng ta để nhạc nó bé thôi. Nghe đến bao nhiêu chúng ta vặn bấy nhiêu, thì em cứ hay để cho các bác khoảng 15 đến 20 gì đó, để 20 đi. Còn muốn nghe to hơn thì chúng ta vặn lên. Tức là khi khởi động nó sẽ nằm ở mức 20 nhé, nhạc nó 20. Đấy. Tiếp theo nhấn nó lên trên, xoay mắc của nhạc. Nhắc nhạc thì thường thường em cứ cho hết cỡ lên là 60. Thì các bác muốn mà khóa các ông say rượu hoặc là trẻ con nó nghịch thì chúng ta có thể là khóa xuống 40, 50 gì tùy, tức là giới hạn khóa. Còn em cứ cài mặc định cho các bác hết cỡ. Tiếp theo là đây là in của mic, tức là khi khởi động mic nó nằm bao nhiêu. Thì các bác cứ muốn để bao nhiêu chúng ta để thôi, thường thường em cứ để khoảng 30 40 gì đấy. Đấy. Và tương tự là mắc của mic thì cũng cứ cho em cứ cho hết cỡ là khóa của mic. Tiếp theo là effect. Effect cũng thế, khi khởi động là bao nhiêu thì thường thường em cứ để khoảng 40. Thì bây giờ mắc của effect thì cũng cứ cho hết cỡ lên. Đấy, còn đây. Bạn này lên 40. Đấy, tức là in là khi khởi động thôi. Rồi. Đây, còn cái này là cái gì đây? In program, tức là khi mà tắt máy để khởi động thì nó sẽ chạy chương trình nào trước, chương trình nào mặc định. Thì bây giờ nó đang để U1 này, giả sử em muốn U2, U3, U4, các bác muốn để cấu hình nào cũng được. Thì mặc định thường thường á, thì em sẽ để khởi động. Khi mà tắt máy đi mở đầu tiên thì nó sẽ là chạy U1. Đấy. Còn các bác này giả sử các bác muốn U2 thì vặn sang U2 thôi. Đấy. Đây là gọi là khi khởi động lên. Cái này là code để user như thế này nhá. Bắt buộc không nghịch vào. Là xong cái phần system nhá. Đến phần music, ấn xong music.
mua xích thì đây là input port, tức là bây giờ là chúng ta sẽ là khởi động là lấy cổng nào, thì như ông nói là cổng BGM thì nó đằng sau nó có mấy cổng đấy, in một này thì là cắm này, in hai này, cái cổng này không dùng đấy là cái là cổng quang này, đấy, hai cái này là cổng quang đấy, các bác cổng quang xoay lúc nào mà nó nhận thì thôi đấy. Thì đây là đấy các bác, đây là có mấy cổng đấy, chúng ta dùng cổng nào thì chúng ta dùng. Tiếp theo là mu bypass, tức là cái EQ mặc định của EQ của nhạc là bypass, tức là không chỉnh. Thì cái này là đang để disable, tức là tắt, tức là mình phải chỉnh tay. Đấy, cái này thì các bác cứ để nguyên như thế này. Disable tức là đã tắt rồi. Thì bây giờ vào đến EQ chúng ta chỉnh thôi. HPF. Đây là user, tức là HPF là chúng ta có dùng. Còn nếu không dùng thì chúng ta sẽ để sang cái khác. Đây, cái này là nó sẽ empty, là nó không dùng. Cái này là user là chúng ta dùng. Thì HPF của nhạc thì thường chúng ta cắt tới tầm 35 đến 40 thôi. Không nên cắt cao như thế này là nó sẽ hết phần mà tiếng của nhạc, hết tiếng bass. Đấy. HPF tiếp tục. Từ. Đây, HPF là chúng ta lại xoay tiếp sang cái gì? Đây, sang đến 1. 1 là EQ số 1. EQ số 2, EQ số 3, EQ số 4, EQ số 5, EQ số 6, EQ số 7 và đấy. 7 EQ này thì chúng ta để chỉnh nhạc nó thoải mái rồi. Cả sự chúng ta muốn tăng bass hoặc giảm bass thì chúng ta sẽ tăng ở đâu? Đây, 60 Hz thì ở đây, cái này là cái kiến thức cơ bản thôi nhé. Giả sử bây giờ tôi không muốn để 60 Hz, tôi muốn tăng cái tần số 100 Hz thì em vặn nó lên 100 Hz. Thì đây là phần bass và tăng cái gain này, gain là tăng, cái này là tăng này. Cái này là hertz này. Còn cái này là tăng, cái quy này chúng bác không cần quan tâm lắm, chỉnh nhạc thì cũng không cần quan tâm nữa. Cái này là tăng này, to nhỏ này ở đây này. Tức là tăng bass thì tăng lên, giảm bass thì giảm xuống. Thì thường thường á, các bác ở đây ví dụ như nghe nhạc thì nhà mà không ồn thì chúng ta thích nghe bass mạnh lên, nghe cho sướng. Nhưng mà nếu mà nhà ồn thì chúng ta phải giảm bass. Thì cái này nhá, cái tần số nhá, em nói là 150 cho hạt trở xuống tới tầm là khoảng 60 là chúng ta nghe phần bass. Thì cái này giả sử các bác muốn tăng hoặc giảm bass thì chúng ta đưa cái tần số này lên từ 60 đến 150. Đấy là phần bass. Thì chúng ta cứ vặn nó lên thế này. Giả sử bây giờ tôi muốn nghe bass mềm, giảm bớt cái phần bass mềm này, tôi đưa cái tần số này về khoảng 60, 63 gì đó thôi. Đấy, tôi đưa về 63 gì đấy. Cái này thì là do các bác thích nghe thôi. Cái phần nhạc thì thiếu đơn giản, giảm nó xuống hoặc là tăng nó lên. Tôi muốn nghe bass thì tôi tăng lên, còn muốn không muốn nghe thì tôi giảm nó xuống. Đấy, thì cái tần số này chúng ta thay đổi được. Đấy. Còn không biết thì các bác cứ để không, nó tóm lại là thế. Rồi cái phần này cũng thế. Phần này thì giả sử đây là EQ số 3, tôi muốn nó đưa về 120 Hz thôi. 120 Hz. Thì tôi muốn nghe nhạc sàn mạnh mà, tôi muốn bass nó cứng cứng một tí, đánh nhân lực thì tôi tăng cái này lên một tí. Thì cái này là không nên lạm dụng bass các bác nhé. Các bác mà lạm dụng mà chúng ta tăng lên quá nhiều bass thì nó rất là ồn nhé. Đấy, chúng ta sẽ giảm. Nói chung là chỉ tăng một chút như thế này thôi, hoặc là không tăng. Em nói chung là em hát thì em lại không thích bass nhiều lắm vì nó rất là ồn. Đấy. Tiếp theo đấy là phần này, phần chung từ 150 trở lên đến tầm 5000 là phần chung. Phần chung thường thường đây người ta giảm này, các bác thấy không? Người ta giảm chung xuống này. Đấy, giảm chung xuống đấy. Đây là phần bass này, 7000 là phần tép này. Để các bác có thể là tăng tép lên. Đấy, tăng tép lên. Giả sử bây giờ tôi muốn nghe tép nó nhuyễn một tí, tăng cái tần số tầm 12000 gì đấy. Tăng lên. Tần số 12000 hoặc 12500 gì đấy, các bác muốn nghe tần tép khoảng 10000, nói chung là tùy. Nên các bác muốn nghe thì tăng cái tép lên, thường thường là tăng tí tép nghe cho nó tiếng nó sáng, tí tách. Đấy, như thế. Thì tùy theo mỗi loa là các bác tăng cái giải nào chúng ta tăng cũng được. Sao nghe thấy hay là được. Đấy. Thì đó là phần nhạc nó xong, tiếp theo đến phần mic đó. Phần mic thì nó cũng như thế. Con này là FBX, tức là chống hú, ở đây nó có rất nhiều chống hú. Đấy, 3.3 tức là hiện nay là nó có 9 cấp độ chống hú. Đây nhá, em sẽ coi này. Còn đây là 1 này. 1 cộng 1 này, 1 cộng 2, 1 cộng 3, 2 cộng 1, 2 cộng 2, 2 cộng 3, 3 cộng 1. Đấy, 9 cấp độ chống hú. Thì cái này chúng ta cho hết cỡ lên là 3 cộng 3 thì không cần thiết. Thường thường em cứ để khoảng 1 cộng 1 hoặc 1 cộng 2, như thế là ok. Đấy. Rồi. Cái này cũng để như thế là phần nghe nhạc. Rồi. Mic thì HPF thì chúng ta cắt tần số thấp của mic. Thì thường thường cái này tôi cắt khoảng 70 thôi. HPF của mic. LPF của mic thì chúng ta cắt tầm đến 15k. 15 16k thì cũng được. Là cắt tần số cao. Thường thường nha thì
nó chỉ hạn chế để chúng ta khi mà tần số cao quá nó chói thôi, nhưng mà thực ra cái giọng của chúng mình của chúng ta hát thì thường thường nó không lên được tới 15 16k đâu, thì chúng ta cứ cắt tầm nó cả đó thôi. Và đây là EQ của mic. Cái phần EQ của mic này là cái phần khó nhất ở trong cái con vang này, chính làm sao cho cái tiếng mic nó tròn, nó không bị méo nhưng không bị ồm mà nó cũng không bị hú. Thì cái này là kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở đây em sẽ chỉ cho các bác một số cái kinh nghiệm. Thường thường nếu như nhà của các bác mà nhà nhà mà không ồn á thì cái phần này thì chúng ta sẽ đưa về không. Đấy, cái phần bát đưa về không là nhà nó nhà ngói hoặc là nó thoát âm tốt á. Còn đặc biệt là những cái nhà mà nó ồn thì các bác cứ cái tần số khoảng 132 đến 130 này, chúng ta giảm nó xuống. Nhà càng ồn chúng ta giảm càng sâu. Đấy, cái tần số này nhá, theo em kinh nghiệm thôi nhá. Giảm sâu nó xuống. Đừng lúc nào mà nó hết ồn rồi thôi, chứ chúng ta mà cứ alo cái là thua. Đấy, cái phần số này nhá, thường thường là em sẽ giảm một chút như thế này vì là đa số các bác thì sẽ dùng nhà bị ồn. Tiếp theo đến một cái tần số nó cũng hay bị, đó là 170. 170 là một cái tần số hay bị ồn, đặc biệt là trong nhà rất hay cộng hưởng. Giảm xuống một chút, và nếu như các bác là một tiếng nó dày thì chúng ta tăng lên thôi, còn giảm xuống thì cái này tùy theo nhà thôi nhá, chứ còn không phải là ấy đâu. Đấy. Còn những cái tần số mà nó cái phần 250 thì nó cũng ít khi mà nó hú. Đấy. Cái tần số này chúng ta có thể thay đổi được, và một cái tần số mà em hay hay bị hú nhất đây là 3,7. 3,7k. 3,7 thì chúng ta đưa một cái tần số về 3,7. Lò phun là nó hay bị hú là cái dải này. 3,7k. Đa số rất nhiều lò phun nhá. Cái này cũng không phải tùy, các bác cứ dùng cái phần mềm RTA chúng ta đo nó hay hú cái dải nào chúng ta giảm. 3,7 và 4,7 là một cái hai cái tần số mà em hay gặp hú. Đây, 4,67 thì coi như là 4,7 đi. Cũng giảm nó xuống một tí. Thì cái này các bác chỉnh làm sao cho nó tròn tiếng hát các bác thấy hay được. Đừng có lạm dụng và nâng. Em nhất đặc biệt các bác nhá, em sẽ dùng dân chuyên nghiệp người ta cài vàng không bao giờ người ta nâng. Giảm dư là giảm. Đấy. Thì tự nhiên nó được, chứ các bác đừng có bổ sung. Giả sử bây giờ các bác bảo là giọng nó tối quá, bác cứ nâng nâng tép lên, nâng tép lên thì nó sẽ hú. Nó sẽ hú và nó sẽ phát sinh ra nhiều cái vấn đề khác. Nếu như mà giọng nó tối thì chúng ta lại giảm bớt bass xuống chứ không phải là nâng tép lên. Ngay ngược lại, mà nếu như mà nó gọi là giọng nó chói quá thì chúng ta lại hạ tép xuống chứ không phải là để mà chúng nâng nâng bass lên để cho đỡ chói. Cái chuyện đó là sai nguyên tắc. Thế cho nên mà tối kỵ là chúng ta ít khi nâng, thậm chí là rất là ít khi nâng, chúng ta chỉ là hạ dư hạ xuống. Đấy, chứ còn không 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 phải nâng. Coi nhá. Đó là xong cái phần mic thì nó chỉ có thế thôi. Mấy cái phần này thì số nén các thứ này các bác đừng nghịch vào đây. Chú ý là cái phần EQ. Tiếp theo đến phần effect. Effect ở đây thì bypass, đây là phần effect này. Ở đây là EQ của effect. EQ của effect các bác là cái phần này nhá, cái đây là phần HPF thì chúng ta cắt đến tầm 90 hạt, cắt cao thì cũng được. Nó không như mic, đây cắt tầm 90 hạt. Đây là HPF, cắt tần số thấp. Cắt tần số cao thì chúng ta cắt đến tầm như thế này là ok, cũng được. Rồi đến EQ. EQ của effect thì các bác biết thì các bác có can thiệp để giảm ồn một cái phần này, nó tương tự, nó gần gần giống như là cái phần của nhạc một chút. Tuy nhiên là nếu như các bác biết thì các bác chỉnh, không biết thì các bác để không hết cho em như thế này, để EQ bằng không. Tức là không biết thì cũng không, đừng có chỉnh, chỉnh vô là nó phản tác dụng. Còn nếu biết thì cái phần effect này chỉnh chuẩn của nó là rất là hay. Phần effect này là cái phần mà nó cũng rất là quan trọng, cực kỳ là quan trọng. Đưa lên mà như không đúng là nó lại bị hú mà nó ồn. Đấy, cái phần này không nên. Đấy. Tiếp theo đến phần echo. Echo nhấn này. Echo effect này. Cái phần này là HCA, tức là kênh bên trái bên phải effect này. Thì cái phần effect ở đây thì chúng ta là cứ đưa lên hết cỡ cho em, 40 cho em nhé. Effect đưa lên đến 40, tức là vang nhại đấy, vang nhại tổng ạ. Vặn một phát nữa. Cái này direct thì cái này bác cứ đưa cho em lên có 10. Tức là gọi là trong cái phần vang X5, nó gọi là cái phần direct giống như phần X5 đó, là cái độ chỉnh sửa tiếng á. Rồi delay để bằng không cho em, độ trễ gọi là cái này gọi nôm na là các bác rồi thì đây, tức là sau khi mà các bác hát thì bao nhiêu mili giây thì bắt đầu cái echo nó hoạt động, thì cái này gọi như là làm việc luôn cho em được, để bằng không. Delay thì cái này là độ nhanh chậm, lô 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 là cái phần này, thì các bác để cho em là các bác để lại cho em cái phần này là 205 như của em đây là ok nhá. Đấy, 205. Tiếp theo thì repeat là dài ngắn, lô lô hai tiếng thì ngắn hơn, lô 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 là dài ngắn của cái phần echo, thì như em để 21 là nó thấy ok nhá. Rồi cái này là cân bằng trái phải của phần echo,
muốn bên trái nhiều bên phải nhiều chúng ta xoay này, đây phần này nhưng đây tăng này, đấy giảm này, để bằng không nhé, đừng có cái này. Cái này là tương tự là B, kênh B thì cũng tương tự như thế, cũng cho lên y chang A 40 này, cái này để lên 10 này. Tiếp theo cái này thì để bằng không luôn cho em. Cái này hai là 205, cái này 21. Đấy. Cái này cũng bằng để bằng không luôn. Đây là EQ của Eco. EQ Eco như phần ấy chúng ta cắt Eco để chúng ta cắt tầm 7 80 gì đấy. Là cắt tần số thấp, cắt tần số cao của nó thì chúng ta cắt đến tầm khoảng 10 thì được. 90 gì đấy, 10 90 cài đấy. Đây là EQ, biết thì chỉnh, không biết thì cũng không nên chỉnh. Cái phần này nó giống như cái phần effect trên này. Cũng rất là phức tạp. Còn không các bác cứ để cái G này bằng không hết cho em nhé. Để bằng không hết như này. Là phần xong phần echo. Phần gì vợt thì cũng như thế thôi. Effect. Cái này gì vợt thì chúng ta để khoảng vừa thôi. Gì vợt thì chúng em thường để khoảng 15. Đấy, gì vợt này. Đây, direct thì cái này cũng để khoảng 10. Nó gần gần giống như phần echo á. Về thì đây cái này các bác để cho em khoảng 40 nhé. Cái này là tham để 35. Đây là độ dài ngắn của dì vợt đấy. Này cũng cân bằng trái phải. EQ. Đây cắt tần số thấp của dì vợt. Những cái phần dì vợt thì cắt thì thường chúng ta cắt lên tầm khoảng trăm. Đây. Cái này là user đây. Cắt cái này cũng cao cao lên tí. Đấy. Rồi còn đến phần EQ, phần EQ của dì vợt thì chúng ta cứ để bằng không, nếu biết chúng ta chỉnh bằng không để không nhé. Là xong phần dì vợt. Tiếp theo đến cái phần chen. Chen này. Đây thì cái phần này thì chúng ta là sẽ có cái chế độ là men này, cái tay này, sinh này, thì chúng ta cứ để là menu này. Thế này thôi. Rồi tiếp theo nữa là đến phần music mà ra cái cổng men nào á thì để bao nhiêu thì cho lên hết cỡ luôn 40 cho em. Mic cũng thế, cho đến 40. Đây là phần echo thì để 30, gì vợt cũng để 30. Rồi đây là EQ của phần men. Men nào? Cái phần EQ này chúng ta tốt nhất là các bác biết thì chỉnh, không biết thì chúng ta để cho em cái phần enable, chỉnh sang enable tức là mở, tức là để mặc định luôn. Còn đây cái phần này khi có để mặc định thì trong này chúng ta không cần phải chỉnh gì hết. Đây tỷ số nén, mấy cái lung tung không cần quan tâm. Mute tức là tắt tiếng, cái phần này không cần can thiệp. Phần này là cắt tiếng kênh A, kênh B, kênh C đấy, cắt tiếng. Nên đang mở tiếng hết. Đấy, sau khi chỉnh xong như thế này chúng ta sẽ lưu lại. Lưu lại. Đấy, lưu lại, bây giờ em muốn lưu vào kênh số 1. Rồi. Rồi, đấy là lưu. Rồi tắt đi, mở lên. Nó sẽ mặc định là kênh số 1. Khởi động lên và effect sẽ là 40, nhạc sẽ tầm 20, mix sẽ tầm 30. Đấy, đó là những cái mà em đã cài. Đấy. U1 tức là cấu hình số 1. Khi khởi động lên, mic khởi động 30, nhạc khởi động 20 và effect khởi động 40. Thế là nó đã lưu nhá. Đấy, xin là cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào hẹn gặp lại nhá. Như vậy là em đã hướng dẫn rất là cực kỹ rồi nhé. Bác nào mà cần khó khăn gì nữa thì cứ điện thoại trực tiếp cho em nhé. Xin cảm ơn các bác.